kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video mới của công ty Văn Lang. Mỗi ngày, công ty chúng tôi đều có thêm rất nhiều khán giả và khách hàng mới. Vì vậy, hôm nay Văn Lang tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm máy cấy lúa mini có gắn động cơ. Trên màn hình là loại máy cấy 6 hàng, khoảng cách 23,5cm, phù hợp cho khu vực đồng bằng sông Hồng. Công ty chúng tôi cung cấp rất nhiều loại máy, với các mật độ cấy khác nhau từ 18cm đến 28cm để phù hợp cho mọi khu vực trong nước, cũng như quốc tế. Loại mạ giống được sử dụng chung là mạ gieo trên nền sân phẳng hoặc mạ gieo trong khay nhựa. Trọng lượng máy cấy dao động từ 35 đến 62 kg. Máy sử dụng động cơ xăng 4 kỳ. Máy được thiết kế đặc biệt để có thể hoạt động trên gần như mọi địa hình, kể cả ruộng lún sâu trên 30cm và ruộng bậc thang. Mật độ cấy được cài đặt sẵn giúp người sử dụng có thể yên tâm khả năng quang hợp của cây lúa. Mỏ cấy được tính toán để cấy chỉ từ 2 đến 4 rảnh mạ trên khóm. Quý vị có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn vui lòng liên hệ tới hotline 0974999124 hoặc đến trực tiếp nhà máy tại địa chỉ cạnh cây xăng xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Xin cảm ơn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.